Đại Quân Thịnh Đại Đức Tịnh Đạt, từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng điều sự và ý nghĩa cao cấp của kinh số 15. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và chúng con cũng kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã từ bi hoan hỷ điều khuyết cho thượng tọa Tuệ Viện để chúng con được học bài pháp ngày hôm nay, và con cũng cung thỉnh sư giảng từ vựng chậm chậm cho con gói bài, tại vì con không phải chuyên nghiệp. Sư quan hỷ, và một lần nữa Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng được an, thính pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông, cô Nhật Quỳnh đã cho tiếp được âm thanh. Kính thưa quý vị, thì hôm nay ngày thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021. Ngày hôm nay thì đúng ra là lịch giảng của Thượng tọa Tuệ Quyền, nhưng vì Thượng tọa Tuệ Quyền đang bận thuyết pháp lễ sám hối tại chùa Quảng Nghiêm, cho nên đã nhờ Tịnh Đạt để điền khuyết cho buổi giảng ngày hôm nay tại diễn đàn Pháp Cú Kinh. Hôm nay Tịnh Đạt sẽ giảng về ý nghĩa, về ngữ vựng cũng như là duyên sự ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú số 15 này. Trước khi đi vào bài học thì Tịnh Đạt xin được lễ bái tam bảo một cấp tâm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Subhatipado bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 15 trên 423 câu. Có một cái điều, thời tiết ở tại chỗ Tịnh Đạt đang ở, trời đang đổ mưa, cho nên nếu có tín hiệu không có tốt thì quý vị hoan hỷ nhắn lên trên khung chat của nhóm. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 15 ngày hôm nay chúng ta học có nội dung như sau. Ita so jati, becha so jati, babakari upayata so jati, so so jati so vihanyati, disoa kamma kilita matano. Kẻ làm ác sầu khổ ở đời này, sầu khổ sau khi chết, sầu khổ cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự ô nhiễm ở việc làm của bản thân, kẻ ấy sầu khổ, kẻ ấy ưu phiền. Đó là bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chanh Đá Chánh Thân, hoặc là bản dịch Việt ngữ của Ngài Minh Châu. Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác, hai đời sầu. Người ấy sầu, ưu não, thấy nghiệp quế mình làm. Nam mô Bụt Thầy nhé. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú này. Dạ, hôm nay cô Nhật Quỳnh giúp sư ghi tên ghi nghĩa của thích nghĩa của cái câu Pháp Cú này. Câu đầu tiên, ý tha so cha ti bách cha so cha ti. Ý tha so cha ti bách cha so cha ti.
Ý tha là đời này. Ý tha có nghĩa là này. Như đây chúng ta hiểu là đời này là cái đời sống hiện tại đó. Ý tha. Sô cha tí có nghĩa là sầu khổ. Bách chá chúng ta hiểu là đời sau, hay là cái đời mà sau cái kiếp sống này, sau khi chết, sau khi thân hoại mạng chung, đời kế tiếp, cái cuộc sống ở tương lai, đời sau. Sô-cha-tí có nghĩa là sầu khổ. Sô-cha-tí có nghĩa là sầu khổ. Câu thứ hai, Pa-pa-ka-ri-u-pa-ya-ta-sô-cha-tí. Pa-pa-ka-ri-u-pa-ya-ta-sô-cha-tí. Pa-pa-ka-ri là một cái danh từ được hình thành bởi từ pa-pa và ngữ căn của karti là làm. Papakari, papa là điều ác, điều xấu, karti là làm. Như vậy từ papakari có nghĩa là người, ở đây là danh từ chúng ta dịch là người, người làm việc ác. Người làm việc ác. Upayattha là một cái trạng từ chỉ cho cả hai. Cả hai ở đây chúng ta hiểu là cả hai đời, đời sống trong hiện tại và cái đời sống sau khi chết, sau khi kết thúc cái đời sống hiện tại. Câu kế tiếp, câu thứ ba, sô sô cha tí sô quy hành nhã tí. Từ sô là một cái đại từ ám chỉ cho là kẻ ấy. Ở đây được hiểu đó là papakari là kẻ làm ác. Sô papakari. Sô cha tí là sầu khổ. Tiếp tục, tí sô là kẻ ấy, người ấy, ở đây cũng ám chỉ cho là cái người làm ác, papakari. Quy hành nhã tí có nghĩa nó là nó cũng có nghĩa gần như là sô cha tí là sầu khổ, nhưng mà nó có cái tính chất đó là khó chịu, rai rứt, cắn rứt. Giống như chúng ta làm cái việc ác mà chúng ta làm cái việc lỗi lầm mà chúng ta có cái sự rai rứt, cắn rứt lương tâm á, thì đó là từ quy hành nhã tí. Quy hành nhã tí. Và câu thứ tư, câu cuối cùng, Dissoa kamma kilitha matano. Có chỗ thì sẽ ghi thành là Dissoa kamma kilitha matano. Chúng ta học ở đây là Dissoa kamma kilitha matano. Dissoa là động từ, từ có nghĩa là thấy, sau khi nhìn thấy. Nó là cái bất biến quốc ngôn từ của cái từ căn động từ disati, disa là thấy.
sau khi nhìn thấy nhà sau khi nhìn thấy kammakilithamano. Ở đây chúng ta sẽ có hai cụm từ, đó là kammakilithang cộng với lại từ aptano. Kammakilithang và aptano. Kammakilithang có nghĩa là sự ô nhiễm ở cái việc làm. Từ kamma là cái nghiệp hay là cái việc làm, cái hành động. Kilitha nó bắt nguồn chung với cái căn gốc của cái từ ký lê xá là phiền não, thưa quý vị. Phiền não hay là cái sự ô nhiễm. Kamma kilitha là cái việc làm, cái sự ô nhiễm ở việc làm, sự ô nhiễm ở việc làm hay là cái nghiệp bất, cái nghiệp gọi là cái nghiệp uế đó, cái nghiệp không có tốt đẹp, sự ô nhiễm ở việc làm. Kammakilithang, sự ô nhiễm ở việc làm. Atano là của bản thân mình, là của bản thân hay là của chính mình. Atano Diswa kammakilithang atano hay là Diswa kammakilithamatano. Đó là câu thứ tư, câu cuối cùng. Như vậy thì chúng ta đã sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 15 này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 15. Itha so chati pecha so chati papakari upayata so chati so so chati so vihanyati diswa kamma kilitha matano. Nay sầu đời sau sầu, kẻ hát kẻ ác hai đời sầu. Người ấy sầu ưu não, thấy nghiệp uế mình làm, hoặc là bản việt ngữ của Ngài giới đức. Đây hối quá kia ăn năn, tâm người ác hạnh hai đằng chẳng vui. Bất an, ưu não bớt rối bời, mắt nhìn khổ báo, Phật trời thở than. Nam mô Buddhaya. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú này. Và cái duyên sự hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là cái duyên sự nói về nghiệp báo nhân quả, hay nói cách khác đó là nói về cái sự kinh hãi của cái sự kinh hãi của cái cuộc sống luân hồi. Câu kệ ngôn pháp cú số 15 này nói về một cái người đó tên là Chun Đá, và cái người Chun Đá này có một cái nghề nghiệp không có chính đáng, đó là nghề đồ tể, chuyên làm thịt hay là giết mổ heo. Bây giờ ngay cả bây giờ chúng ta cũng có thấy đó là có những cái, bây giờ mình dùng cái từ cho dễ nghe tí xíu, đó là lò sát sinh. Lúc trước thì chúng ta dùng cái từ hơi khó chịu thì đó là lò giết mổ. Cái chỗ này thì là chỗ nhiều khi họ có những cái trang trại nuôi động vật, nuôi gia súc, gia cầm để mà họ giết lấy thịt kinh doanh, hoặc là họ đi thu mua ở những cái nơi hộ gia đình mà có những cái trang trại nuôi gia súc, gia cầm. Thì trong trường hợp câu pháp cú này liên quan đến ông đồ tể tên là Chun Đá.
Thì trong cái một lần nọ Đức Phật và Chư Tăng cùng ngự tại chùa Trúc Lâm Vilupana, thì ở gần chùa có một cái lò sát sinh của ông Chun Đá. Và cái lò sát sinh này thì chuyên là cái nghề giết heo. Cái nghề của ông làm từ lúc còn trẻ cho đến cái lúc tuổi về già. Ở trong chú giải Pháp Cú thì ghi rằng ông đã hành nghề 50 năm. Và ông rất là chuyên nghiệp ở trong cái nghề mà ông sinh sống. Ông dùng tất cả những cái khéo léo, cái thiện xảo trong cái nghề giết mổ để mà làm thịt một cái con heo. Ông tính từng cái cách để mà làm sao đi thu mua nuôi những cái con heo con cho đến lúc trưởng thành. Rồi ông tìm cách để là làm sao khi mà giết mổ á, làm cho thật là tốt, giết mổ một cách làm sao cho cái sản phẩm thịt của cái con heo nó được sạch sẽ, nó được bắt mắt để mà ông đem ra chợ buôn bán. Thì cái quy trình mà ông giết mổ một con heo như vậy đó, nó trải qua rất là nhiều cái công đoạn. Và cái công đoạn nào nó cũng mang lại cái khổ đau, cái đau khổ thống thiết cho một con chúng sanh. Thế việc đó là trói, rồi đánh đập, rồi dùng nước sôi để mà tẩy ruột, cho đến khi mà ông hạ sát cái con heo đó. Không phải đơn giản chỉ là cái việc sát sanh của ông đồ tể, mà là nó kèm theo riêng một cái quá trình hành hạ để mà cuối cùng ông làm thịt. Thì ban đầu Tịnh Đạt có nói đây là một cái câu chuyện, một cái duyên sự. Khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta đọc á, nó sẽ cho chúng ta một cái kinh nghiệm về cái nghiệp báo nhân quả, và một cái kinh nghiệm đáng sợ ở trong cái kiếp sống luân hồi. Nhiều khi ở ngoài xã hội đó, cái việc tốt, cái việc xấu đó, nhiều khi nó không có đúng với tinh thần Phật giáo. Thí dụ như là những người có cái công ăn việc làm bằng sức lao động, giống như là ông Chun Đá đây, thì cái quan niệm xã hội đó, họ vẫn chấp nhận đó là cái người tốt. Họ cho rằng cái người nào sinh sống lao động bằng sức lực của mình, không có hãm hại người khác, không có giết người cướp của, không có đi đầu trộm đuôi cướp, thì đó là cái người công dân tốt và đem lại kinh tế cho xã hội. Đó là theo quan điểm dân gian, quan điểm của thế gian. Còn ở trong nói riêng, không phải nói riêng là Phật giáo không, mà nói chung đó là liên quan đến cái tâm linh ở các đạo giáo, tôn giáo nào cũng thế, đều không có khuyến khích cái việc mà sát hại những cái loài bàn sanh, những cái chúng sanh để mà mua cầu. Cái đạo giáo nào cũng khuyến khích một con người làm đành tránh dữ, cái điều đó là điều chắc chắn. Nên khi mà
khi mà ông Chun Đá ông làm cái nghề cụ thể này để mà kiếm sống đó, thì luật pháp lại không có cấm, cho nên ông làm một cách rất là nhiệt tình, ông làm một cách rất là hăng say, ông làm một cách rất là khéo léo, và nuôi sống bản thân ông, nuôi sống con ông, nuôi sống cả gia đình ông được sung túc. Nhưng với cái việc làm của ông đó, sát sanh đã đành rồi mà còn mang cái nghiệp hành hạ đánh đập, thì cuối đời của ông trước khi mà ông chết đó, 7 ngày trước đó ông phải trả một cái nghiệp khủng khiếp, giống như là ông đang chuẩn bị các cái công đoạn để mà làm thịt một con heo. Những cái sự đau đớn gào thét khi bị đổ nước sôi vào để mà tẩy ruột, khi mà bị đánh đập, bị cạo lông, bị thọc huyết, những cái nỗi đau khổ thống thống thiết qua các cái việc chuẩn bị làm thịt heo đó, ông phải gánh chịu và ông gào giống như là một con heo đang bị thọc huyết, và cái tiếng gào thét của ông, cái sự hành hạ của ác nghiệp, ngay cả những người trong gia đình, vợ con ông cũng không thể nào chịu nổi. Cuối cùng là họ đành phải khóa cửa trái, họ đóng bít các cửa sổ cửa cái để nhốt ông lại, họ không thể nào ở chung với ông được nữa và không thể nào ở bên cạnh để mà chăm sóc ông được nữa. Và cái nỗi thống khổ nó dày dò ông suốt 7 ngày 7 đêm, và những người xung quanh như là các chư tăng ở ở chùa Trúc Lâm đó, nghe cái tiếng gào thét giống như là ông đang làm công việc làm heo như vậy đó, thì cứ tưởng rằng nghĩ rằng là nhà ông đang mở tiệc giết heo rất là nhiều suốt 7 ngày 7 đêm. Và khi trình lên Đức Phật thì Đức Phật ngài có nói không phải, ngài nói đây là một cái ác nghiệp mà ông phải trả ngay trong cái kiếp sống này trước khi ông chết. Và khi ông chết rồi đó thì do cái ác nghiệp mà ông đã tạo nó liền dẫn ông đi tái sanh vào những cái nơi khủng khiếp nhất, vào trong địa ngục, phải chịu những cái đau khổ về xác thịt, về tinh thần. Thì khi nghe được cái câu chuyện mà Đức Phật ngài ngài kể đó, các vị tỳ kheo phải nói rằng rất là khiếp sợ về cái cuộc sống luân hồi này. Có nhiều vị đã ngộ được cái giáo pháp, ngộ được sợ hãi cái chán trường cái cuộc sống luân hồi này, các vị đã thành tựu những cái thánh đạo thánh quả Tu Đà Quần. Và nếu mà chúng ta có mặt ở nơi đó đó mà nghe Đức Phật ngài giải thích cặn kẽ từ cái nguyên nhân và cái hậu quả của cái việc làm ác đó, và ngài nói luôn cái việc đó là cái dòng sanh tử luân hồi này nó đáng sợ đến như vậy đó, thì chúng ta cũng có thể là chúng ta lãnh hội được cái giáo pháp này rất là tốt đẹp. Bởi vì đa phần ngay cả người xuất gia, người tại gia, người tu học đạo hay là người học đạo lâu năm, đa phần nói chung là chúng sanh có cái sự ghê sợ chán chường cái kiếp luân hồi này nó rất là ít. Và nhiều khi có những cái sự kiện, cái sự cố
có những cái sự cố xảy ra cho bản thân mình hay là những người thân xung quanh, lúc đó chúng ta mới kinh sợ. Rồi cái điều kinh sợ đó nó kéo dài không được bao lâu thì nó lại trở lại bình thường. Cho nên chúng ta không được giống như là các cái vị Bồ Tát. Bồ Tát là chúng sanh, Bồ Tí Sát Tá là chúng sanh hướng về sự giác ngộ đó. Những cái vị Bồ Tát đó, mỗi khi thấy được một cái sự kiện của cái kiếp sống này như là sanh già bệnh chết, thấy được cái sự thay đổi, mỗi khi thấy được cái sự khổ đau của bản thân mình hay là những người xung quanh, thì cái vị Bồ Tát đó liền xuất ly, liền cố gắng để mà tu tập. Và cái sự nỗ lực của các vị Bồ Tát luôn luôn không có sự mệt mỏi, cho nên các vị đó mới được giải thoát, mới được hưởng cái hạnh phúc. Còn như chúng ta chỉ là những người chỉ chán ngán cái cuộc sống sinh tử này trong một phút, một giây, trong một ngày, một giờ thì nó chưa là đủ, nó chưa đủ sức. Thì như vậy cái việc mà chúng ta cần phải quan tâm chú ý đó là cái sự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng nói cho nó hơi dễ nghe, đó là chúng ta nuôi dưỡng cái tâm thiện, nhưng mà nói thật ra thì là nuôi dưỡng cái tâm chán đời. Chán đời ở đây là chán cái sự luân hồi này. Nhiều khi cái ông chun đá này không phải là chỉ mỗi một mình ông đâu, nhưng mà đây là một cái hình ảnh đáng cho chúng ta suy ngẫm để mà rút lấy cái bài học kinh nghiệm. Nhiều khi cái việc làm của ông chun đá này á, không phải là ở kiếp này, mà là do những cái thói quen, những cái kiếp xa xưa. Và cái ác nghiệp ông tạo, những cái lỗi lầm ông tạo trong kiếp này á, nhiều khi á, nó không phải là ông muốn, mà là do cái kiếp luân hồi nó đưa đẩy. Giống như là trong một cái lời bài hát á, không phải tại anh cũng không phải tại em, tại sống, tại kiếp sống luân hồi. Nhiều khi cái điều này nó cũng giúp đỡ cho một số tình huống. Một số tình huống là chúng ta sẽ không có cách để mà giải quyết vấn đề. Giống như là tại sao tôi sinh ra trong một cái gia đình khó khăn, tại sao tôi sinh ra thì bị thiếu thốn hơn là những bạn bè trang lứa, tại sao tôi lớn lên lại gặp những người luôn luôn có tâm hiềm khích, ganh tị, hãm hại mình, tại sao, và nhiều câu hỏi tại sao mình bị thế này, mình bị thua thiệt ở thế kia. Và nhiều khi chúng ta cũng không tìm được cái câu trả lời thích đáng để cho trả lời cái câu hỏi tại sao đó. Và cuối cùng á, nếu như một cái người không có học Phật pháp, không có hiểu, không có học đạo đó, thì đâm ra chán nản, nhiều khi bỏ cuộc. Bỏ cuộc ở đây là không có muốn tiếp tục phấn đấu nữa, và bỏ cuộc cũng có nghĩa đó là kết thúc cái cuộc đời của mình, tự vẫn. Nhưng mà cái người đã tìm hiểu Phật pháp đó, đã biết được cái Phật pháp, thì sẽ có một cái suy nghĩ khác, đó là tại luân hồi. Nó không còn đơn giản đó là tạo tại nghiệp ác, tạo do nghiệp quá khứ mà do cho chỗ sanh cái quả bất thiện ở trong hiện tại,
giống như là trong bài kinh tiểu nghiệp phân biệt, tức là làm ác thì chịu ác, làm thiện thì được thiện. Nó không đơn thuần đó là cái nhân quả nghiệp báo như vậy nữa, mà là do luân hồi. Do luân hồi, còn luân hồi thì còn khổ, còn luân hồi thì chúng ta còn bị và được, và còn luân hồi thì chúng ta sẽ còn nhiều cái câu hỏi thắc mắc giống như vậy nữa. Thì làm sao để mà không còn phải hỏi, đặt những câu hỏi như vậy mà không cần phải tìm câu trả lời nữa, thì chỉ có một cách là chấm dứt cái vòng luân hồi này nữa, cái vòng luân hồi này. Thì chấm dứt bằng cách nào thì có nhiều cái bài pháp, có nhiều cái bài kinh đã được liệt kê. Ở đây thì qua cái câu chuyện, cái duyên sự ở trên của ông Chuân Đá, thì Tịnh Đạt sau khi mà tìm hiểu có một cái suy nghĩ, phải nói là mình rất là sợ cái luân hồi. Bởi vì trong cái luân hồi đó mình không có thể nào mình biết trước được mình sẽ làm cái gì, mình sẽ trở thành ai, và nhiều khi mình còn trở thành giống như là ông Chuân Đá cũng không chừng. Và tại vì cái luân hồi đó cho nên cuộc sống mình sẽ bị bấp bênh, đau khổ, hạnh phúc nó đến bất chừng. Cũng tại cái luân hồi mà những cái quan trái, những cái khổ đau giống như là ông Chuân Đá này, ổng tạo những cái ác nghiệp giết hại, đánh đập những chúng sanh mà đâu biết chừng sanh có, và có những chút có cái sự quan trọng với ông. Khi mà bị đánh đập, bị giết hại thì những cái chúng sanh đó lại tiếp tục đời sau nữa sẽ cột quan trái và gây hại cho ông Chuân Đá. Tất cả đều là do lỗi luân hồi. Dạ, tất cả đều do lỗi luân hồi. Thì làm thế nào để mà mình tạo cái nhân duyên, tạo cái duyên lành để mà chấm dứt cái quả luân hồi đó, là chúng ta phải nuôi dưỡng. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm, nuôi dưỡng cái hạnh. Nuôi dưỡng cái tâm là ở trong cái hoàn cảnh nào đó, ở trong cái môi trường nào, chúng ta cũng phải giữ cái tâm chúng ta đừng cho có được bị hư. Khi chúng ta thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới hay là những cái giới luật của các bậc xuất gia, thì chúng ta cũng đều phải tâm niệm rằng đây là cái phương cách để mà cái cách thức, cái điều giới để mà chúng ta ngăn chặn cái dòng sanh tử luân hồi. Cho nó không đơn thuần là giữ giới để trong sạch giới, để hưởng quả của giới nữa, mà là ngăn chặn nguyên nhân mầm mống để mà tái sanh ở trong cái kiếp luân hồi. Cái điều này thì thật sự ra thì nếu chúng ta chịu để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta là một cách rất là tự nhiên, không phải máy móc để mà tính toán. Chúng ta giữ giới bằng một cách đó là hướng về cái sự chấm dứt cái dòng luân hồi, thì chúng ta sẽ giữ giới bằng một cách rất là không phải là hôm nay đi chùa, hôm nay thọ tam quy ngũ giới là người Phật tử, hôm nay là ngày rằm 30 cho nên chúng ta không có sát sanh, con sát sanh con heo con bò thì nó lớn quá không dám, nhưng mà con kiến con muỗi thì thôi nó nhỏ quá cũng không sao,
Thì khi mà có cái sự tính toán ở trong cái việc mà giữ giới như vậy đó, thì cái việc giữ giới của chúng ta nó mang cái mục đích, nó là cái mang một cái ý nghĩa, đó là làm sao cho đừng bị ô nhiễm, làm sao cho đừng bị hư hoại đức giới mà bị chịu cái quả khổ đau. Mà chúng ta hãy nghĩ rằng giữ gìn không sát sanh, không trộm cắp, đó là chúng ta đang nuôi dưỡng cái hạnh từ bi, đang nuôi dưỡng cái tâm hồn thánh thiện, và ngăn chặn cái mầm mống nguyên nhân để mà tiếp tục cái cuộc sống luân hồi này. Còn quý vị nào mà còn yêu thích, còn có vị nào mà còn dính mắc nhiều quá, thì chúng ta không có tập được cái này. Có nhiều trường hợp đó là vì cái phiền não chi phối, vì cái sân hận mất khôn mà cái người đó tuyên bố rằng tôi thích thì tôi làm, tôi muốn thì tôi làm, chết mà sanh về địa ngục tôi cũng chịu, hoặc là trả thù thì tôi quyết tâm trả thù, quyết tâm để trả đũa, dù cho có tán gia bại sản tôi cũng muốn cho cái người đó bị khổ đau. Những cái suy nghĩ như vậy đó, cũng có người tán đồng, cho rằng người này khí khái anh hùng, dám làm dám chịu. Nhưng mà thật sự ra đây là những cái phát biểu, những cái câu nói thiếu trí tuệ vô cùng. Mình không là những người không có cái suy nghĩ chín chắn. Bởi vì cái việc làm của mình á, nó không phải ảnh hưởng chỉ riêng mình thôi, mà như Tịnh Đạt nói đó, nó cột quan trái với nhiều cái chúng sanh khác. Và cái sự quan trái này nó là cái mắt xích để mà lôi kéo, cột những cái chúng sanh khác theo cái vòng luân hồi của mình. Thì cái điều này quả là một cái điều tai hại vô cùng. Giống như chúng ta đã tìm hiểu câu chuyện của câu kệ ngôn pháp cú số 5 đó, chúng ta thấy rằng có nhiều cái cuộc sống tái sinh lẫn quẩn để mà trả đũa, để mà kết quan trái với nhau. Thì cái câu kệ ngôn pháp cú số 15 này là tất cả những câu kệ ngôn pháp cú ở trong phẩm, ở trong bộ kinh pháp, kinh pháp cú đó, chúng ta chú ý là đây là những cái bài học rất quan trọng, nói về cái nhân quả nghiệp báo. Cho nên bộ kinh pháp cú này thường chư tăng sẽ hướng dẫn cho những mới tìm hiểu đạo, mới bước chân vào đạo, bởi vì đây là những cái mẫu chuyện, những cái kinh nghiệm thực tế và những cái tình huống xảy ra rất gần, rất rõ ở trong cuộc sống của mình. Và khi được thuyết giải đó, Đức Phật Ngài cũng nhấn mạnh rất là rõ, đó là khi mà còn luân hồi đó thì còn chịu cái khổ đau. Và cái khổ đau này nó nối tiếp khổ đau khác, nay sầu đời sau sầu. Kẻ làm ác thì phải chịu sầu khổ cả hai đời. Và khi mà thấy cái sự làm ác của mình đó, hay là thấy cái tội lỗi của mình đó, thì cái người đó đâm ra ray rất khó chịu, nóng nảy Và tiếp tục sầu khổ từ đời này sang đời khác. Và muốn không muốn sầu khổ thì quý vị, thì chúng ta chỉ còn một cách, đó là cố gắng làm sao để mà chấm dứt cái vòng sinh tử luân hồi này. Chứ cái việc mà làm thiện hay là làm phước để mà chống chế cái khổ đau, nó chỉ là cái phương cách tạm bợ mà thôi.
cái việc làm phước, làm thiện hay giữ giới chúng ta, nếu mà chỉ hướng đến mục đích đó là hưởng quả lành, được an vui, thì nó chỉ là một cái phương pháp chống chế, còn nhưng vẫn còn bị chi phối bởi sanh tử luân hồi. Và khi còn bị lẫn quẩn trong vòng sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ là một cái người bấp bênh trong cuộc sống, không biết khi nào chúng ta tạo nghiệp ác, không biết khi nào chúng ta tạo nghiệp lành, biết khi nào chúng ta bị chịu khổ đau. Bởi vì vô tận trong kiếp sống luân hồi chúng ta đã tạo rất là nhiều cái mầm móng, nhiều cái nguyên nhân, và trong cái đời này chúng ta nó sẽ trổ sanh bất cứ lúc nào. Cho nên qua cái câu kệ ngôn số 15 này, qua và cũng qua cái câu chuyện của ông Chun Đá này, Tinh Đạt chỉ muốn nhắn gửi đó là hãy cố gắng rèn tâm nhàm chán cái cuộc sống luân hồi, và cố gắng tạo các cái công đức hướng đến chấm dứt cái mầm mống sanh tử luân hồi. Và do cái rèn tâm, hướng tâm này, chúng ta sẽ có một cái cuộc sống rất là bình thản, nhẹ nhàng, không bon chen, không có gấp rút. Ta bình tĩnh mà sống ở trong cái cuộc sống này. Thì hôm nay Tinh Đạt xin chia sẻ diễn đàn Pháp Cú Kinh qua câu kệ ngôn số 15 này, cũng như là điền khuyết cho Thượng Tọa Tây Quyền, vì hôm nay Thượng Tọa Tây Quyền bận giảng ở trong lễ sám hối ngày rằm tháng 3 tại chùa Quảng Nghiêm. Thì một lần nữa Tịnh Đài xin kính chúc chư tăng và tất cả toàn thể quý vị có được nhiều cái sức khỏe, nhiều cái an vui ở trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời cô MC cô Cẩm Vân trở lại diễn đàn. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, vì Thượng Tọa Đạt Minh Hạnh đã rời trong con kính thỉnh Đại Đức Minh Đạt, Tịnh Đạt, chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến sân. Bhavantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa bhutanu bhavena sada suti bhavantu te bhavantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa tammanu bhavena sada suti bhavantu te bhavantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa sankhanupavena sada soti pavantu te sadhu. Dạ, sadhu.